Sau khi đọc bài toán, ta nhận xét đây là dạng hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đầu tiên ta sẽ đặt hx bằng f của x mũ 3 trừ 3x. Đây là hàm số bên trong dấu giá trị tuyệt đối. Ta sẽ suy ra được ở đây gx chính là bằng trị tuyệt đối của hx. Rồi bây giờ ta sẽ tính đạo hàm của hàm số hx, h'x chính là bằng 3x bình phương nhân f của x mũ 3 trừ đi 3. Rồi, bây giờ ta sẽ giải phương trình h'x bằng 0. H'x bằng 0. Sau khi rút gọn số 3 đi, ta sẽ được còn lại là x bình phương nhân cho f của x mũ 3 chính là bằng 1. Vậy ta sẽ suy ra được f của x mũ 3 sẽ bằng 1 chia x bình phương. Ta lưu ý, đây là hàm số hợp có x mũ 3 ở bên trong cái lõi. Nên ta sẽ đặt x mũ 3 bằng t. Ở đây x không có điều kiện gì nên t cũng không có điều kiện gì. Ta sẽ suy ra được là x bình phương chính là bằng căn bậc 3 của t bình phương. Ta sẽ suy ra được f của x mũ 3 là f của t chính là bằng 1 chia căn bậc 3 của t bình phương. Chúng ta có ở đây bảng biến thiên của hàm số y bằng f(x). Thì bây giờ mình sẽ chuyển nó thành dạng đồ thị một cách là tương quan. Đó chính là ở đây mình thấy khi x ở âm vô cùng thì đồ thị nó âm vô cùng. Khi x bằng âm 3 thì nó sẽ đi lên, giá trị ở đây mình sẽ đặt ở đây là âm 1. Khi x bằng âm 1 thì nó sẽ xuống là mình đặt ở đây là chỉ 61/3. Nó sẽ đi qua điểm này là 1, điểm này là 2 và nó sẽ đi lên dương vô cùng. Đây mình sẽ vẽ phác họa đồ thị hàm số y bằng f(x). Đây đi lên dương vô cùng. Thì chúng ta đã biết rằng đây là đồ thị hàm số y bằng f của x. Nhưng ở đây x và t tương đương và mình đã chuyển qua chữ t rồi. Nên đây là trục OIT. Thì đây là trục OIT. Thì ở đây sẽ là bên trong đây là chữ t. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ đồ thị hàm số y bằng 1 chia căn bậc 3 của t bình phương nữa là xong. Chúng ta có thể khảo sát hàm số y bằng 1 chia căn bậc 3 của t. Rồi sau đó chúng ta sẽ lập được bảng biến thiên. Ở đây mình sẽ để cho các bạn tự làm phần đó. Bây giờ mình sẽ vẽ phác họa đồ thị hàm số y bằng 1 chia căn bậc 3 của t bình phương. Đó chính là ra đường thẳng nhận trục OI làm tiếp cận đứng. Thì nó sẽ có hình như thế này. Ở đây mình phải vẽ đúng là nó rất là sát số không? Rồi. Ở đây nó cắt tại đây, mình sẽ gọi điểm này là điểm T1. F của t bằng 1 chia căn bậc 3 của t bình phương. Khi và chỉ khi t bằng t1. Ở đây t1 không biết mình có đặt t1 lớn hơn không. Và điều chúng ta chắc chắn là t1 phải lớn hơn không. Thì chúng ta sẽ suy ra được là phương trình f của x mũ 3 bằng 1 chia x bình phương sẽ có một nghiệm là x chính là bằng căn bậc 3 của t1. Tại vì chúng ta đã đặt rằng x mũ 3 bằng t phải suy ra được 1 bằng căn bậc 3 của t1. Vậy thì h'x có một nghiệm là căn bậc 3 của T1, thì mình sẽ vẽ bằng biến thiên của đồ thị hàm số y bằng h'x. Ở đây là x, h'x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Ở đây nó có một nghiệm là T1, căn bậc 3 của T1 lớn hơn 0. Ở đây là một điểm cực trị. Rồi nó sẽ chạy từ dương vô cùng. Đây, chạy xuống ở đây mình gọi đây là h. Đây là hx. Thế dựng đây là h của căn bậc 3 của t1. Không quan trọng lắm, chúng ta chỉ cần biết là căn bậc 3 t1 là một điểm cực trị của hàm số y bằng hx thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dựng điểm số 0. Tại vì cái này đã lớn hơn 0 rồi nên số 0 sẽ nằm bên phía bên trái của nó. Bây giờ chúng ta sẽ tính. Ở đây là bây giờ chúng ta chỉ cần tính h0. Và đề bài đã cho là ở f0 bằng 0. Vậy thì h0 chính là bằng f của 0 trừ đi 0 chính là bằng 0 luôn. Vì chúng ta bằng 0 ở đây. Ở đây ta sẽ tiếp tục. Số điểm cực trị của hàm số gx bằng trị đối của hx
chính là bằng tổng của số nghiệm đơn. Phương trình hx bằng 0 và đồng thời là số điểm cực trị của hàm số hx, ta sẽ cộng lại với nhau. Ở đây chúng ta có nhận xét là hàm hx có một điểm cực trị, nên ở dưới đây mình sẽ là số 1, mình sẽ khoanh số 1 ở đây. Và bây giờ mình sẽ nói đến phương trình hx bằng 0. Chúng ta đã có một nhận xét rất là thú vị, đó chính là h0 bằng 0. Và h0 số 0 ở trên đây khi ta giống đường thẳng y bằng 0 giống ngang ra sẽ cách tại hai điểm phân biệt. Đó chính là tại điểm x bằng 0 và một điểm x bằng bao nhiêu đó mình không biết được. Nhưng nó cách tại hai điểm phân biệt nên nó sẽ có hai nghiệm đơn. Khi chúng ta cộng lại và vậy suy ra được là gx có 3 điểm cực trị. Vậy mình sẽ chọn phương án A. Cảm ơn các bạn đã xem, các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nhé.